Alo. Giờ mình sẽ nói về cách viết delay sử dụng timer, và đây mình sẽ dùng timer 2 chế độ auto reload. Và để viết được dễ thì mình sẽ cho một lần của timer nó sẽ là 50 mini giây. Thì để chúng ta tính, giả sử là bởi vì lớn nhất thì chúng ta chỉ có thể lặp lại được bao nhiêu nhỉ? Lớn nhất chúng ta chỉ lặp được lại được 65.535 mini giây. Này, chia cho 1.000 thì sẽ được 65.535 mini giây. Thì mình sẽ lặp lại 50 mini giây. Với việc lặp lại 50 mini giây thì để tạo được thời gian timer giả sử như là 100 giây, 100 mini giây thì chúng ta sẽ phải lặp lại cái timer 2 lần. Và đây mình có viết một cái new đồ chính là lặp lại 600 mini giây. Và như mình nói là timer của mình sẽ là 50 mini giây thì cái mình sẽ phải lặp lại cái timer này 12 lần, đúng không? Nên khi đó thì cái hàm delay mình sẽ viết trong một chương trình con. Đầu tiên thì mình sẽ khai báo chế độ của timer, nó chính là auto reload, chính là T2 con bằng gắn giá trị là 00H đó. Và lặp lại 12 lần thì mình sẽ gắn R6 bằng 12 để R6 sẽ đếm cái số lần nạp, đúng không ạ? Sau khi khai báo cái này xong thì mình sẽ đến khai báo các giá trị của timer để nó đạt được cái giá trị là 50 mini giây một lần ngắt. Chính là tên là 2 bằng IFH và cái RCAP 2L cũng phải bằng TL2. TH2 cũng vậy. TH2 thì sẽ bằng 03CH và RCAP T2H nhá, không phải T2L, đây mình viết nhầm. Bằng TH2. Và để cho cái timer hoạt động thì mình phải set cái bit TR2 bằng 1. Và do chương trình của mình nó có thêm một cái điều kiện đó chính là ấn nút stop, nên mình sẽ kiểm tra cái nút stop nó có được ấn hay không. Ở đây chính là B1.5 nếu mà nó bằng 0. Nếu bằng 0 nghĩa là lúc chúng ta đã ấn nút stop thì chúng ta sẽ nhảy đến start, label start, đúng không ạ? Start chính là cái nơi mà mình khai báo, nó giống cái new đồ thuật toán trước mình đã ghi đó. Nó chính là nhảy đến cái start. Mà nếu mà nó chưa được bấm thì mình sẽ kiểm tra cái TF2 bằng đã bằng 1 hay chưa. TF2, tại sao lại kiểm tra TF2 đang 1 hay chưa? Nó chính là kiểm tra vào cái timer, cái bộ đếm này. Nó đã đếm đến 65.535 hay chưa? Bởi vì hoạt động của timer chính là nó đếm từ cái giá trị chúng ta khởi điểm này, chúng ta khởi tạo. Ở đây. Chúng ta khởi tạo ở đây chính là 15.535. Và nó sẽ đếm từ 15.535 đến 65.535. Nếu mà đếm đến đó thì cái TF2 này nó sẽ bằng 1. Nếu mà TF2 này mà nếu mà chưa đếm xong thì nó sẽ quay lại, nó kiểm tra mình đã có bấm nút stop hay không. Có nghĩa là mình sẽ tạo cái thời gian kiểm tra nút stop là tối đa nhất. Nghĩa là nhanh nhất. Để chúng ta khi chúng ta ấn nút stop thì nó sẽ tác động luôn, đúng không ạ? Và chúng nếu mà nó đúng thì chúng ta sẽ xóa cái TF2 đi để cho phục vụ cái lần quét tiếp theo của timer. Khi nào cái TF2 bằng 0 thì timer bắt đầu nó mới đếm từ cái giá trị chúng ta khởi tạo. Và chúng ta sẽ ngừng timer hoạt động, cho phép ngừng timer hoạt động để cho TR2 bằng 0. Hoặc cái này cũng không cần cũng được. Chỉ cần xóa TF2 cũng được. Và chúng ta kiểm tra cái R6 bằng 0 hay không. Chính là kiểm tra nó đã đếm đủ 12 lần hay chưa. Nếu nó chưa đếm đủ 12 lần thì chúng ta sẽ quay lại, chúng ta đếm tiếp và chúng ta lại bắt đầu khởi tạo. Đúng không ạ? Nếu mà nó đủ 12 lần rồi thì chúng ta sẽ thoát chương trình con. Mình sẽ tải cái lưu đồ thuật toán trước về.
Ok. Và đây chính là cái nút đồ thuật toán bắt đầu của mình. Đó chính là cái begin này là sẽ là start nhá. Đây là cái chương trình mình viết nhưng mà mình ngại mình viết lại, mình lấy cái ảnh cũ. Và đây là cái bot điều khiển nét của mình sẽ là D3. Đầu tiên thì ở đây thì nét mình sẽ đấu vào bot 3. Ta đang giúp các bạn điểm cao bằng 3. Bài 2 thì chả dùng thăm mớ. Bài 3 thì chả dùng thăm mớ. Ta làm xong rồi, ta đang quay video cho các bạn. Cút cút. Ở đây mình sẽ đấu cái nét điều khiển nét vào bot 3. Và ở đây các chân nét của mình sẽ là cách 1 này. Đây các chân chẵn thì mình sẽ dịch trái. Đèn của mình sẽ là từ trái sang phải nhá, thì mình sẽ là dịch trái 2 lần đúng không? Nếu khi mình đấu thế này thì khi cái chân được đấu với nét này nó về giá trị bằng 0 thì cái nét này sẽ sáng. Tương ứng với việc nên đó là lý do mà ở đây mình gán B3 bằng 0FFH và R1 bằng 0FEH chính là cái giá trị đầu tiên của mình nha, cho cái chân B3.0 này bằng 0. Đúng không? Và R2 bằng 4 chính là vì chúng ta có 4 nét, chúng ta sẽ đếm số lượt nét nó quét. Và chúng ta kiểm tra cái B1.4 có bằng 0 hay không, chính là cái nút có được bấm hay không. Nếu mà cái nút start chưa được bấm thì nó lại quay lại tiếp khởi tạo cái này. Và nếu nó được bấm rồi thì chúng ta sẽ gọi chương trình con điều khiển nét. Và khi chúng ta gọi xong rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra xem có nút stop hay không. Nếu mà sai thì mình sẽ tiếp tục gọi điều khiển nét, còn đúng thì mình sẽ quay về cái start này. Và đây chính là chương trình điều khiển nét. Điều khiển nét thì đầu tiên mình sẽ gán bot B3 bằng R1. Và mình sẽ gọi chương trình con delay. Và sau đó chúng ta sẽ dịch trái 2 lần R1. Đó chính là dịch trái 2 lần cái giá trị gán ban đầu này. Để cho cái nét tiếp theo sáng. Và chúng ta lại kiểm tra cái R2 có bằng 0 hay không. Đó chính là cái mà nó đã quét đủ 4 nét hay chưa. Nếu mà chưa đủ 4 nét thì nó sẽ quay lại tiếp và nó sẽ dịch tiếp. Nếu mà đúng rồi thì sẽ gán R2 bằng 4 và thoát chương trình. Ok, giờ sẽ là lập trình. Ở đây thì chương trình mình đã viết sẵn rồi. Đặc biệt về cái này khi mình dùng Summer thì mình sẽ không phải khai báo vector ngắt ở trên này. Vì chúng ta không dùng cái vector ngắt. Dùng cái vector ngắt có nghĩa là nó sẽ luôn luôn gọi cái Summer ra sau mỗi lần Summer hoạt động xong. Ở đây mình không dùng. Mình chỉ gọi khi nào mà nó gọi cùng trong chương trình delay thôi, đúng không ạ? Và mình sẽ giải thích thêm một chút là tại sao lại là 0FFH và 0FEH. Và để cái đầu tiên cái nhân nét đầu tiên sáng đó, đó chính là vào cổng B3.0 bằng 0 đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có giá trị là 1111 và 0. Mình chuyển sang ASA chính là FE. Và mình nói luôn về cái mình chọn thời gian timer ở đây ạ. Sau lại là TL2 lại là AS và TH2 lại là 3C.
Ở đây mình có TL2 nó chính là 4 bit thấp và TH2 nó chính là 4 bit cao. 4 bit cao nghĩa là được ưu tiên và đặt trước. Và mặc định của chúng ta đó chính là 16 bit 4 con ép đúng không ạ? Đổi sang cơ số 10 thì nó sẽ là 65.535. Và chúng ta sẽ phải delay 50 mini giây sẽ là trừ đi 50.000. Ok. Và chúng ta được 15.535. Chúng ta chuyển sang cách xa. Nó sẽ ra được một cái số là 3C AF. Tương ứng ở đây sẽ là 3C sẽ là 4 bit cao và AF là 4 bit thấp. Tương ứng như vậy mình sẽ gắn vào thôi, đúng không? 4 bit, hình như mình nói nhầm thì phải. 8 bit. 3C là 8 bit cao. AF là 8 bit thấp. 16 số. Ô ạ. Do chương trình của mình viết ở đây. Mình sẽ làm như thuật toán luôn. Nghĩa là thuật toán của mình ban đầu là khai báo timer Autovinode đúng không ạ? Cho R6 bằng 12 và sẽ bước tiếp theo là mu TL2 cái này đúng không? Đúng là bước 2 luôn. Đến bước 3 của mình sẽ là kiểm tra bên 1.5 đây ạ. Nếu mà nó đúng thì nó sẽ nhảy đến start. Đây, start của mình ở trên này mình cũng đã viết ở đây rồi. Có một điều là chính là ở trong lập trình ở đây thì nó sẽ không được phân biệt viết thường và viết hoa. Và tiếp theo sẽ là lại kiểm tra cái TF2 có bằng 1 hay không. TF2 nếu mà bằng 1 thì nó sẽ đi tiếp đúng không ạ? Nếu bằng 0 thì nó sẽ quay ngược lại đây. Ok, mình biết. Mình sẽ chạy luôn. TL2 mình không cần đúng không ạ? Mình sẽ kiểm tra thời gian. Đây có thể là do mình đo chưa tới thôi. 600 mili giây. Hôm nọ tao xem video đúng đến đoạn này tao không xem nữa. Nãy Khánh bảo mày biết. Ở đây thì giả sử nếu mà bốn cái cổng này nó sẽ được đấu liên tiếp vào với nhau thì sao? Sẽ là bốn cái bit đầu 0, 1, 2, 3 đúng không? Nếu mà mình giữ nguyên cái này mà mình chỉ dịch, bây giờ mình sẽ là sáng từ phải sang trái, sáng từ phải sang trái thì cái bit đầu tiên của mình sẽ là từ phải sang trái đúng không ạ? Phải này có nghĩa là cái bit thứ tư của mình sẽ phải bằng 0. Ok, đã không sai, chính là F7. Và cái này bằng F7 và vẫn bằng 4. Và chúng ta sẽ phải dịch phải, không còn phải dịch trái nữa, nhưng mà sẽ phải dịch phải 1. Đây rồi, rồi. Một lần thôi, đúng không? Nếu mà chúng ta chỉ biết như này không thôi thì chúng ta sẽ gặp phải một cái lỗi. Như thế này.
đầu của R.